Bạn đang phát trực tiếp. Tối thế này. Như là ở trong quán bar ấy. Thì bây giờ phải làm nào? Tại mình hâm hố để cái này, tối như này. Có ai nhìn thấy gì không? Hôm nay mình lỡ để cái màn hình nó màu sáng như là. Thế kêu rồi đấy. Tại cái này. Xin chào mọi người. Tối nhờ. Nhưng mà nhìn chữ sáng không? Nhìn chữ được đúng không? Ôi sao trên màn hình. Nhưng mà nhìn chữ sáng không? Nhìn màn hình chữ được rồi. Sao lại không nhìn thấy gì là nào? Không nhìn khó nhìn mặt thôi đúng không? Vọng á. Nghe thấy gì không? Vọng vì anh bật này to. Được chưa? Tối thế. Anh thử cho gần 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 mặt gần. Đã bảo do cái nền đằng sau á, ví dụ quay này đúng không? Nhìn này thấy không? Thực ra nhà rất là sáng nhưng mà khi mà quay vào cái màn hình đằng sau này đấy thì nó lại tối om như này. Để cầm cho. Nếu mà thích mặt đẹp thì ấy quay này được chưa? Cái này cũng được đúng không? Ừ. Nhìn mặt vợ xinh hơn chồng. Dĩ nhiên rồi, vợ phải xinh hơn chồng nhé. Nó phải cân bằng ánh sáng, đúng rồi. Tức là tại cái màn hình này, cái tivi này bao giờ nó cũng phản lại này. Cái màn hình này hôm nay anh đừng để thế. Thích để như này. Xấu em. Đây lại được đấy, ánh sáng. Tiếng quạt. Này sao được? Dè tiếng quạt. Nó quạt đấy. Quạt thì chất nóng à? Bật cái quạt kia đi, bật quạt kia. Đây. Nguyên như vậy chỉnh cái màn hình chứ. Anh bảo này, để đây này, đấy. Đây ok. Đấy, thế thì, thấy chưa? Ok. Nhìn em sao học sinh nhìn được không? Nhìn kìa. Trời, anh làm gì đấy? Tạm thời này đã. Khi nào dạy đi kìa, không dạy đi. Bỏ đi hết rồi kìa. Khó nhìn. Yase đấy. Yase masta ne. Yase được ninatta じゃ nà kute. Yase masta. Thôi để lại được, ok. Mặt tối cũng được nhưng mà nhìn thấy gì không? Nhìn thấy hai vợ chồng trong bóng tối thì dậy. Ok thì kìa, đấy. Ok cả. Để em cho anh kìa. Cho hàng ra sau. Gì kiểu nhưng mà nhưng mình sẽ tối mòn luôn. Chẳng có cái gì luôn. Buồn quá. Đã bảo do cái đường sau mà lại không tin. Này nó còn đỡ hơn tí ấy, nhưng mà sáng nhiều mà. Được rồi. Chiến đi. Chiến thôi. Miemasu. Đúng rồi. Rồi, vậy nhá. Được chưa? Điều khiển TV rồi. Đấy. À, trong tuần này bọn mình sẽ livestream 3 buổi. Buổi hôm nay, buổi tối thứ 6 và buổi tối thứ 7. À, về mấy bài ngữ pháp 8, 9, 10 của N2 mà còn nợ mọi người á. Đợt hẹn là sẽ làm 10 bài, hôm nay mới làm được đến 7 bài. Vẫn còn 3 bài nữa không thể nào mà có thời gian quay clip được. Thế nên bọn mình quyết định là livestream nó nhanh. Và chính vì vậy mà lịch thì mình cũng có thông báo trên Facebook là hôm nay là bài 8, thứ 6 là bài bài 9 và cuối cùng thứ mấy nhỉ? Thứ 7 là bài 10. Nhá. Mai mình sẽ rút kinh nghiệm đó thay đổi cái màn hình này thành màu đen cho nó dễ nhìn chữ như hôm trước nhá. Xin lỗi mọi người vì hôm nay để trong mặt là mũi tối om như này. Nhưng mà em sợ là mặt mũi tối om này chẳng ai học đâu anh ạ. Có ai học không? Có ai học không để chúng ta cùng học nào.
いいでしょう. Ok. Rồi, N3 thầy với cô dạy suốt cả năm rưỡi 2 năm rồi, sáng nay vừa bạn comment mà các thầy cô chỉ thiên vị N3, chả thấy ok N2 gì cả. Ui giời. Có học kìa. Ok, học nhá. Thì học hôm nay bài dễ lắm mọi người ạ, nên là chúng ta thì vẫn phải học theo cái phong cách giống như mọi ngày, đó là nghe ngữ pháp và dịch nhỉ, và nghe câu ví dụ của nó để dịch ra nhá. Thế thì gì nhỉ, như thế này mọi người nghe một lượt, thế xong rồi khi nào có thời gian xem lại chúng ta sẽ mang giấy bút ra ghi chép cho nó tiện nhá mọi người nhá. Được không? Hôm nay chúng ta sẽ học về 8 môn ngữ pháp. Ok, thứ nhất ố hà gì mê, thứ hai đa kệ, thứ ba ố tsu gì tê và ố thô tê, thứ tư là ố mê gứt tê, thứ năm là ní chưa hát lại đọc á sốt tê sô, đúng không? Ven theo cái gì, dọc theo cái gì đó. Sáu là gì nhỉ? Ni sitagatte. Sitagatte là gì? Tuân theo. Tuân theo. Thứ bảy. Hay càng ni. Càng nữa. Ni, chữ này chữ liên lạc đúng không? Hay là chữ dẫn dắt đúng không? Tsurete. Đúng không? Số 8 là ni tomonatte. Được chưa? Này. Thì 8 ngữ pháp này dễ lắm mọi người ạ. Chúng ta chuẩn bị thi rồi, chắc là mình nghĩ mọi người có học được nhiều rồi. Hôm nay chỉ mang tính chất ôn lại nhé mọi người nhá. Bài hôm nay là bài dễ nhất. Chắc là dễ. Nhiều cái chúng ta học rồi đúng không? Bọn mình dạy mấy gái rồi, nó chư dê tê dạy rồi này đúng không? Thô sê tê chư dê tê nhưng cũng dạy rồi thì phải. Hay. Ok. Thế thì chúng ta sẽ vào ngữ pháp đầu tiên, đó đúng là ố hà dì mê. Được chưa? Ố hà dì mê. Đấy rồi. Đấy, cách dùng của nó thì như trên này bọn mình có ghi là bao giờ đứng trước cái ố hajime là một danh từ nhá. Và đằng sau nếu mà trong giữa câu thì nó sẽ là ố hajime phẩy luôn này, hay là ố hajime toste. Còn nếu mà nó ghép một danh từ nữa sẽ là danh từ ố hajime sư lự danh từ nhá. Thì cái này có nghĩa là gì ấy? Mình sẽ dịch là gì đấy? Dịch là trước tiên phải kể đến, đầu tiên phải kể đến cái gì đó. Ví dụ trong nhà này chẳng hạn. Ai cũng đẹp trai, trước tiên là phải kể đến gì nhỉ? Kể đến tôi. Ví dụ trong Nihongo no Mori đúng không? Thì ai cũng rất là đẹp trai, mà đầu tiên phải kể đến thầy Dũng chẳng hạn, mọi người sẽ ghi như nào? Đầu tiên phải kể đến là danh từ này sẽ là thầy Dũng nhá, mọi người nhá. Đấy nhỉ? Đầu tiên phải kể đến là Dũng sensei o hajime desu ne. Dũng sensei o hajime dare demo ikemen desu ne. Hai. Hai. Iいいんです ka? Nihongo no Mori no naka ni wa. Hai. Đấy chứ nhỉ? Dũng sensei o hajime dare demo ikemen desu. Hay là hay là có một câu gì nhỉ, đồ ăn của Nhật Bản rất là ngon mà đầu tiên phải kể đến là sushi chẳng hạn. Mọi người nghe thấy câu này không? Nhớ này, đầu tiên phải kể đến là sushi thì bao giờ cái từ sushi nó đứng trước ố hajime ne. Sushi o hajime toshite ne. Nihon no ryōri dewa ne. Nihon no ryōri dewa sushi o hajime toshite oishii tabemono wa ippai desu ne. Trước oishii tabemono thì chúng ta có thể đưa thêm nhiều ví dụ khác. Sushi o hajime, kare, ramen, nado no oishii ryōri ga takusan aru. Tức là cái gì nhỉ? Cái danh từ này là cái danh từ mà bọn mình gì đấy, bọn mình muốn nhấn mạnh đến nó nhất, nên là mình sẽ dùng một cái từ là đầu tiên phải kể đến là này nhá. Đây có ví dụ ở trên này. Đây ví dụ chạy này nữa chứ. Để một câu này. Đây, câu đầu tiên. Sao cô Thanh buồn nên mặt không được đẹp nên là buồn. Mình thì thế nào cũng được, đen được, nhưng mà mặt cô Thanh đen là không được. Có hiểu không? Có hiểu bài không? Tại vì nó tối quá, nhìn mặt như hai con má, buồn lắm. Shikata ga nai ne. Hay. Rồi, chúng ta sẽ nhìn vào ví dụ nhá. Câu số 1 này. Kono, tớ chữ Hán không? Đến bây giờ thông qua việc học ngữ pháp mình nhớ phải tận dụng để học chữ Hán luôn, nên chúng ta cứ nhìn những chữ Hán này và tập đọc cho mình nhá. Kono gì nhỉ? Anh. Thai iku kang. Đúng rồi, thai iku kang ですね. Thai iku kang. Có nghĩa là gì đấy? Thai iku kang là sân nhà thi đấu. Những cái khu nhà thể thao nhá, khu nhà thể thao. Tiếp này. Đều á, chữ gì đây? Suiei. Suiei o hajime iroiro na sports ga tanoshimeru ですね. Tanoshimeru. Câu này em sẽ dịch là anh dịch cho em với. Tanoshimeru là gì? Có thể vui chơi thỏa thích đúng không? Có thể vui chơi thỏa thích. Có thể vui chơi thỏa thích đi. Ở cái nhà tập thể thao này. Ố chỗ ố là gì mày? Gá nhà anh. Ố. Ố tanoshimeru. Bao giờ mà ố mà chữ ố. Gá tanoshimeru. Ố tanoshimeru ですね. Ố tanoshimeru.
Ủa Tanoshima. Tanoshimeru. Đó, Tanoshimeru. Đó, Tanoshimeru. Ừ. Tức là mình nhỉ? Tức là chúng ta có thể vui gì? Vui chơi thỏa thích, được chưa? Với rất nhiều những môn thể thao. Với rất nhiều môn thể thao. Mà đầu tiên Phải kể đến là môn bơi lội ở cái nhà thi đấu này nhá. Okay. Mọi người tiếng Nhật này, mọi người cứ dịch lên tờ hai, mà cứ dịch từ dưới lên cho mình nhá. Xác định đúng cái gì nhỉ? Cái ngữ pháp của câu rồi cứ thế dịch từ dưới lên cho mình nhá. Tiếp này, câu số 2 của ví dụ này, mọi người nhìn này. Cái này nó bị giật. Rồi. Nihon ni wa. Thế là chữ Hán khó thế. Chữ Hán là được không? Bạn nào nhưng mà cái chữ Hán này mình gặp từ N mấy nhỉ? N4 N5 thì nào có rồi đấy. Đây là câu chuyện cổ rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Đó là cây đúng không? Ở đây có cây kiểu gì liên quan đến cây gì đấy. Momotaro ですね. Các bạn nghe câu chuyện Momotaro về cậu bé Momotaro chưa? Taro kun ですね. Thế này, o hajime toshite oji-san, oba-san no おばあさんが出てくる昔話が多いですね。昔話、昔話が多い。うん。じゃあ、có rất là nhiều câu chuyện. Cổ. Cổ, đúng không? Có rất nhiều những câu chuyện cổ mà do ai? Do おじいさん、do ông hay là do bà kể lại. Để nó xuất hiện, để tìm cử, nó xuất hiện. Đã để tìm cử. Hay, tức là gì nhỉ? Trong gì đấy? Ở Nhật Bản, đúng không? Có rất là nhiều câu chuyện ngày xưa, đúng không? Câu chuyện kể ngày xưa mà xuất hiện ông bà già, đấy chứ nhỉ? Trước tiên phải kể đến câu chuyện này, Momotaro. Hay, Ineska, đề tử được xuất hiện, đúng không? Hay, con hiểu chưa nhỉ? Hiểu bài không? Hay, Ohajime toshite. Ok, hay. Hiểu bài thì nhớ bấm like. Chả ai bấm like. Thằng này giả. Câu số 2 là cái pháp gì đấy anh? Wow, một từ này, mọi người nhìn chữ này. Dake. Đi thi năm nay mà trúng một câu dake này nhớ bảo là do cô thầy Dũng, cô Thanh dạy nhá. Okay. Cách sử dụng của nó là vê được dake. Vê được này, dake, vê được dake. Ừ. Tính từ đây là dake. Ừ. Ok. Hoặc là vê được hoặc là vê tai được. Ừ. Y tai dake được. So. Ok, tại vê tai dake được. Này. Nó hay liên quan đến là thoải mái hay là trò bỏ hết mức. Ừ. Hay là mày nhét được bao nhiêu thì nhét, con tưởng tượng như thế. Hay là mày mang về được bao nhiêu thì mang. Ừ. Đấy nhá, các bạn hiểu không nhỉ? Mang về được bao nhiêu thì mang. Hay là hay. Thoải mái cho bõ đúng không? Thoải mái cho bõ. Hay. Ok. Câu này chúng ta sẽ nhìn vào ví dụ của nó nhé. Ừ. Hay là có ví dụ như là itai dake imashita ne, nói cho thỏa những điều mình muốn nói chẳng hạn, itai dake imashita. Ok. Rồi chúng ta sẽ nhìn ví dụ đầu tiên của nó này. Câu số 1. Tên tên tên. Đấy, câu số 1. Koko ni aru đan bồ lư ô, kruma ni tsumeru dake, tsunde motte kaette kudasai. Câu này dịch là gì đây anh? Bây mọi người nhớ này, dịch là chữ cụm này luôn nhá. Tsumeru dake ne, tức là cho bỏ hay cho đến hết cái mức mà có thể nhét vào, được chưa? Thì mình sẽ dịch vào nhá. Rồi dịch này, cái từ tsumeru này là nhét nha mọi người nhá. Nhét cái gì? Hãy nhét những cái đan bồ lư. Là mua được gì đấy anh? Là những cái bìa cắt tông, thùng cắt tông mà có ở đây, nhét được bao nhiêu thì nhét vào ô tô rồi mang về đi. Nhét được bao nhiêu thì nhét thì mang về đi. Được chưa nhỉ? Ok, có làm được không nhỉ? Mọi người làm được không? Nhá, nhìn nhá. Koko ni aru danboru o kuruma ni tsumeru dake tsunde desu ne. Thường nhá, cái từ mẫu dake này nó hai cái từ trước và từ sau nó hay giống nhau lắm mọi người nhá. Nếu mà vào động từ đấy nhỉ, nhét được bao nhiêu thì nhét, được chưa? Câu này ok rồi nhá. Ok thì gật cái. Tiếp theo chúng ta sang câu số 2, xin mời anh. Câu số 2 nhỉ. Ừ. Biking, cái gì đây? Keski biking. Biking gự này như kiểu là buffet bên Việt Nam. Tabe hodai. Các bạn là biking gự ですね. Biking gự keski no shokuji desu kara. Bởi vì đây là bữa ăn theo kiểu buffet. Được chưa? Suki na mono o suki na dake totte omeshiagari kudasai. Các bạn có dịch được không? Có đây mọi người có dịch được không? Đây là những thứ mà mình thích. Kia là thích ăn. Bao nhiêu thì lấy. Đấy nhỉ? Thích ăn gì? Thích ăn cho thỏa thích. Cười cho thỏa thích là những thứ mình thích ăn. Được rồi, dịch thế cũng được. Nên câu này mình sẽ dịch từ trên xuống dưới nhá. Vì đây là kiểu ăn theo kiểu gì anh nhỉ?
ăn theo kiểu buffet đấy. Đúng rồi, thế nên là hãy lấy những cái đồ mà mình thích ăn bao nhiêu tùy thích được chưa nhỉ? Rồi, ăn đi nhé. Omeshiagari kudasai. Được chưa nhỉ? Omeshiagari kudasai. Xin mời anh hãy lấy và ăn đi. Được chưa? Hiểu chưa? Vâng. Tabe hodai. Ok. Đúng rồi, tabe hodai đó nha. Hay, tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sang ví dụ số 2 của câu này. Xin mời anh nào. Hay. 今日は部長に言いたいだけの不満を全部言ってすっきりしました。うん、すっきりした。Học từ mới luôn nào. Chữ này là すっきりした gì anh nhỉ? すっきりした cảm thấy rất là thoải mái. Thoải mái nhẹ nhõm trong người rồi. Chữ này chữ Hán đọc là 不満. 不満là bất mãn nhé. 不満là bất mãn. Thế bây giờ này, 言いたいだけ cho thỏa những cái điều mà mình muốn nói. Đấy, thế mình sẽ dịch như nào đây? Vì hôm nay đã nói hết được với ông gì đây nhỉ? À, ông trưởng phòng thỏa những cái điều mà mình muốn nói, những cái bất mãn mình muốn nói nên cảm thấy vô cùng là nhẹ nhõm nè. Đây. Được chưa? Ok ですか? Ok. Thế đây hiểu chưa? Ý ta đẹp. Nếu mà đi thi nó có một cái bài sắp xếp liên quan đến đa kê này, y tai đa kê này, chúng ta biết y tai đa kê no human này nhé. Đúng rồi. Nó có y tai đa kê no human này. Đúng rồi. Đừng có dịch từ đa kê chỗ này có nghĩa là chỉ nhá. Từ đa kê trong vấn đề hay rất là nguy hiểm đấy nhá. Hay. Hay. Tiếp theo. Ok. Tiếp theo chúng ta sang ngữ pháp số 3. Ngữ pháp số 3 này mình đã từng dạy trong cả N3 và N bây giờ N2 nhá. Nhìn này. Danh từ ố gì đây? Tư di tệ. Danh từ ố tư di tệ. Hoặc là tu ste giống nhau nhá. Tư di tệ, tu ste. Có hai cách dùng. Cách dùng đầu tiên đó là suốt đúng không? Suốt một khoảng thời gian nào đó. Ừ. Okay. Trong trường hợp nếu như danh từ đứng trước nó là một khoảng thời gian nhá. Tiếp theo là thông qua cái gì đó. Ừ, thông qua internet thì chúng ta có thể gặp được nhau chẳng hạn. Đúng không nhỉ? Bản thân chữ này chữ thông mà. Đúng không nhỉ? Thông như này. Cái bài này dễ rồi nên là mình cũng lướt qua cho nó nhanh nhá. Bạn nào lướt 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 lướt. Hay. Có một. 1 番. この町には四季四季四季四季を通じて観光客が訪れる訪れる. Ôi. Hôm nay học được hơi bị nhiều chữ Hán hay rồi nhá. Otoz re ru tức là ghé thăm. Otoz re ru là ghé thăm nhá. Ừ, ghé thăm. Đều là những từ mà mình thấy rất hay xuất hiện trong các bài ôn thi. Nếu mà các bạn đừng để ý nhá, nếu mà tazune ru thì ở đây phải là chữ ne, nhưng mà đây là chữ re mất rồi. Ừ. Được chưa nhỉ? Đây là một chữ Hán rất là dễ nhầm cái cách đọc á. Nhắc lại một lần nữa nhá. Nếu mà là chữ re thì phải đọc là otozure ru được chưa nhỉ? Otozure ru. Và nếu mà là chữ nê thì là gì nhỉ? Tazune ru. Được chưa nào? Hai cái nghĩa này giống nhau nhỉ chưa? Ừ. Nhưng mà otozure ru thì nó còn có một nó bao hàm cái ý nghĩa là hỏi. Mình dịch là ghé thăm hay là hỏi thăm cũng được. Ừ. Đấy à. Có rất là nhiều khách ghé thăm được dịch tương ứng đó. Ok. Đúng chưa nhỉ? Câu này là gì đấy? Chỗ này là shiki mọi người nhá. Shiki là bốn mùa. Đi thi gặp từ này thế nào? Bốn mùa nhá, shiki ấy. Ở cái thành phố này đúng không? Ở cái thành phố này thì trong suốt 4 mùa lúc nào có khách ghé thăm. Đấy nhỉ? Lúc nào khách ghé thăm. Đây là trong suốt 4 mùa, nhớ cách dùng đầu tiên của từ ố tư di tê ô tô stê là gì nhỉ? Trong suốt khoảng thời gian 4 mùa nhá. Tiếp theo. Ví dụ số 2 là gì đây? Ví dụ số 2, chúng ta nhìn ví dụ số 2 nhá. Từ từ. Con này có một bạn hỏi cái gì ạ? Hỏi gì? Câu ạ? Đang tạm dừng ạ? Vừa nãy có một từ thà dư nê đựng đúng không? Thà dư nê đựng, các bạn tra từ điển sẽ có hai chữ Hán. Một chữ Hán vừa rồi với một chữ Hán khác. Chữ Hán này là ghé thăm. Còn một chữ Hán khác mà các bạn sẽ tra, bạn thấy sẽ là hỏi ai đó. Đấy chưa? Hỏi đường, nhớ chưa? Hỏi cảnh sát chẳng hạn, kê sát chữ ní, thà dư nê đựng. Hỏi đi đâu? Hỏi đường đi đến nhà ga chẳng hạn đúng không? Ekie no michi o thà dư nê masta. Được chưa? Ok, đúng rồi, ai viết chữ Hán đây này. Hay, ok. Rồi. Và đấy là cách dùng đầu tiên của tư di tê và tô stê, nghĩa là trong suốt khoảng thời gian, còn đây nghĩa là thông qua. Thông qua tức là thông qua một phương tiện này. Chúng ta thế này nào đó. Hay. 今では internet を通じて世界中の情報が手に入る。Câu này sẽ nghĩa là gì đấy? Ngày nay, 今では ngày nay. Ngày nay gì? Thông qua internet nhá, mà chúng ta thê ní hai được.
có được, có được trong tay mình, có được trong tay rất nhiều những cái thông tin, Joho là thông tin trên toàn thế giới nhá, trên toàn thế giới. Ok. 今では、インターネットを通じて世界中の情報が手に入る。そうですね、手に入る。はい。でしょ？có hiểu bài không？ Đừng có ngồi đây mà kêu ca, bây giờ chỉ có việc học thôi, đừng có là nó khó, bởi vì mình chưa học thì mình chưa biết. Nếu mà mình quên thì mình hãy dở ra, mình nhớ dở sách vở ra. Bác từ này mình học rồi nó đọc là gì ấy nhỉ? Bây giờ lại dở ra thì lại nhớ. Rồi, có một bạn vừa nãy hỏi là gì nhỉ? Thế thì nó khác nhau với từ niwatatte cái điểm gì đúng không? Niwatatte mà cái nghĩa thông qua đúng không em? Thông qua, trải suốt, trải rộng, trải khắp đúng không? Thì nhớ này, cái phân biệt cơ bản nhất của otoste otsujite với cái niwatatte đó là trong suốt một khoảng thời gian khi mà đi với otoste thường đi với những cái hiện tượng tự nhiên nhá, những cái liên quan đến tự nhiên đúng nhỉ? Ví dụ mưa suốt bốn mùa này. Còn niwatatte thì nó sẽ thường đi với cái gì ấy nhỉ? Những cái nghiên cứu được tiến hành trong suốt 10 năm chẳng hạn. Đấy là cái hai cái phân biệt cơ bản nhất của giữa hai cái này. Còn về cơ bản thì các nghĩa nó cũng giống nhau, nhưng mà yên tâm này, đi thi nó không bao giờ cho một câu mà bảo mình phải chọn giữa otoste và niwatatte đâu mọi người nhá. Ok? Ok. Rồi, cái bạn nào vừa nãy hỏi cho mình đấy nhá. Này. Tiếp theo. Mẫu ngữ pháp số 4 đó là ố mê gứt tê. Chỗ này thì chữ xung quanh, mà quay xung quanh được. Cái này đây, mê gứt tê, động từ gốc của nó là xung quanh cái gì đó, được chưa? Ừ. Bạn nhớ cái động từ gốc của nó được, ý nghĩa gốc của nó thì là sẽ hiểu thôi. Mê gứt tê, được chưa? Mê gứt tê. Ok, tiếp theo. Tiếp theo. はい。親が残した。あ、読むのか。いや、親が残した土をめぐって親戚、親族。親族が争っている。どう người dịch từ này đấy? 親が残した土地、土地の đất đai đấy nha. 土地の đất đai, 土地の đất đai đấy. 親族、親族là gì?gia đình, anh em họ hàng, nó xin xe kỳ để giúp cửa, cao giúp cửa. Anh em họ hàng arasote được là gì nhỉ? Tranh nhau đấy, tiếng Việt Nam đấy, đúng không? Chứ thì mình tưởng tượng nhá, nằm giữa là cái mảnh đất mà bố mẹ để lại, bây giờ mấy thằng anh trai em gái xoay xung quanh cái mảnh đất mà tranh nhau đòi, tao đòi miếng này miếng kia đúng không? Thì đấy là cách dùng đầu tiên của từ mèo omegute trong ví dụ đầu tiên này. Chúng ta anh em họ hàng tranh chấp nhau thì đấy, tranh chấp nhau cái mảnh đất mà bố mẹ để lại. Thế nhỉ? Đất đai mà bố mẹ để lại. Xong rồi, thế này. Ok. Hay. Ok nhiều. Thế không quay cái nữa. Ừ, không quay cái nữa. Thế anh đi mới nói. Tiếp theo. Ni ba. Chữ Hán đầu tiên là gì đây? Từ đây đi. Shohize, đúng rồi, Shohize là thuế tiêu dùng. Thuế tiêu dùng bên Nhật Bản là 8% đấy. Thuế tiêu dùng ở bên Việt Nam là 10%. Được chưa nhỉ? Shohize no mondai o meguri kokkai quốc hội. Và okiku, chữ Hán này đọc là gì đây? Chữ Hán này là rung lắc đây. Đấy, mình cho từ rung lắc này, con đọc là gì nhỉ? Yureru. Cái phần okiku yureteru là gì đấy? Như kiểu là cả quốc hội người ta đang mình bản đoán sôi nổi về đó, vấn đề đó đúng không? Xoay xung quanh. Sôi nổi. Sôi nổi. Sôi nổi. Xoay xung quanh vấn đề về thuế tiêu dùng. Cả quốc hội đang rung lắc mạnh mẽ về bàn luận sôi nổi xung quanh cái vấn đề gì nhỉ? Vấn đề về thuế tiêu dùng. Mọi người nhớ nhìn, cứ liên quan đến omeguru bao giờ cũng là hiểu như là xoay xung quanh một cái vấn đề, một cái nghị luận thế nào đó nhá, một cái tranh cãi nào đó, đề tài làm sao đó. Ok, đó là omeguru. Được rồi, xong một nửa bài ngày hôm nay, xong 4 cái rồi nhá. Vẫn còn ví dụ à? Vẫn còn ví dụ. Quên mất, mình nhầm, vẫn còn một ví dụ của phần omeguru này, đó là gì nhỉ? 彼女の行動をめぐる噂はたちまち社内に広がったですね。広がった。cái từ này chúng ta có từ gì nhỉ? 噂 gì mọi người? 噂 cái kiểu hai danh từ nhỉ? 噂 là
lời đồn về những cái gì nhỉ, xung quanh những cái hành động của cô ấy, những hoạt động của cô ấy thì đang hirogaru ở gì đấy, đang đã được lan truyền rất là khắp nơi ở trong gì nhỉ, trong công ty sở này. Tachimachi này. Ừ. Tachimachi khắp nơi. Khắp nơi. Ừ. Lan truyền khắp nơi này nhé. Hay. Rồi, đấy là như mình đã nói xong được một nửa nhá. Này. Tachimachi lập tức. Lập tức chứ. Ngay lập tức. Nào, không ca từ điển. Tiếp theo. Ok. Hay. Chúng ta chuyển sang gì đấy? Nisotte. Nisotte. À, gomen nhá, cái vừa nãy từ tachimachi ngay lập tức. Xin lỗi mọi người. Hay, tiếp theo chúng ta sang một ngữ pháp tiếp theo đó là gì nhỉ? Danh từ nisotte hoặc là danh từ nisotta cộng với danh từ. Cái từ so này thì bằng nghĩa gốc của nó là dọc theo, men theo nhá. Dọc theo, men theo thì chúng ta sẽ dịch trong cái bài N2, chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? Dựa theo này, men theo hay bám sát theo cái điều gì đó nhá. Tiếp. Ví dụ một của nó nhá. Rồi, câu này sẽ là gì nhỉ? Atairaneta tema ni sotte reporto o kaki susumete kudasai. Desu ne. Câu này nghĩa là gì đấy? À, hãy kaki susumeru là gì nhỉ? Mình gọi là viết tiếp. Viết cái bản cái bài reporto, cái bài báo cáo dựa theo cái gì đấy? Cái thema là gì nhỉ? Cái chủ đề mà đã được gì đây nhỉ? Đã được cung cấp nhá. Atairu là gì? Được cung cấp. Được thầy giáo giao cho chẳng hạn. Ừ. Động từ atairu. Ai đó cho mình gì đó, giao cho mình gì đó. Ừ. Được chưa? Ừ. Hay. Tiếp câu số 2. Hay. Hay, minasan no gokitai ni sotta katsuyaku ga dekiru you ni ganbarimasu. Đó là nữa này. Minasan no gokitai ni sotta katsuyaku ga できるように頑張ります。じゃあ、じゃあ、じゃあ、ai đây? 頑張ります。tôi, đúng không? Trong tiếng Nhật không có chủ ngữ là tôi sẽ cố gắng để gì? Để có thể hoạt động được một cách tích cực, đúng không? Ừ. Theo đúng cái nguyện vọng. Đúng rồi. Đúng không? Nguyện vọng của tất cả mọi người. Theo cái kỳ vọng của tất cả mọi người, đúng không nhỉ? Ừ. Chưa nào? Ok. Trước tiên để đi thi thì chỉ cần hiểu ngữ pháp thôi đã, còn chưa cần cái việc nói, mà đặc biệt là ngữ pháp của N2 chúng ta chưa cần nghĩ việc nói nhiều ngữ pháp N2 đâu. N3 ngữ pháp mình phải dùng ngữ pháp của N3 để mà nói là ok lắm rồi mọi người ạ. Nhá. Này. Rồi chúng ta sang câu tiếp theo. Câu này là gì nhỉ? Vẫn là của Lý Sô Ngữ nhá. Kenjiku ka. Né? Kenjiku ka wa chūmon suru hito no ikō ni sōu jiutaku sekkei o shite hoshii. Né? Jiu tắc cực sạch kê nghĩa là thiết kế cái khu dân cư nè, các bạn thiết kế khu dân cư. Đây là ai đấy? Ông này là ông gì đấy? À, kiến trúc cực cả là nhà thiết kế. Nhà thiết kế thì nên làm. Thì muốn rằng là gì đấy? Là mong muốn gì đấy? Rất là mong muốn gì đấy? Làm cái gì nhỉ? Làm những cái bản thiết kế khu dân cư để dựa theo cái gì đấy? Dựa theo cái mong muốn của những cái người mà gì nhỉ? Đặt hàng nhá. Những người mà muốn làm. Nè, đấy là câu này. Rồi. Chị gì? 次行きますね。はい。えだ、こう、さおだ。次に頼む。に、じゃあね、おじだい。ねえ、に、したがって。Ngày hôm nay phần 6, 7, 8 là một phần mà mình đã từng livestream một lần ở bài hôm trước rồi đấy mọi người. Tức là cái bài mà top những cái ngữ pháp mà dễ xuất hiện trong các bài thi N2, N3 á. Thì hôm đấy là mang tính chất tổng hợp top 10 dễ ra nhất. Nhưng mà hôm nay thì mới dạy lại ở trên này. Nên là vì một lần dạy rồi nên lần này bọn mình chỉ nói qua nhá. Mọi người tưởng tượng cả ba cái mẫu 6, 7, 8 lần này bọn mình sẽ đều có mang ý nghĩa là gì đấy nhỉ? Càng đấy nhỉ? Câu này là không giống hồn. Stagate là càng nhá. Càng một cái việc gì đó càng thế nào đó thì đằng sau kéo theo một cái gì đó cũng diễn ra nhá. Ví dụ như là câu này là gì nhỉ? Điều hiển nhiên sẽ diễn ra. Kuruma no speedo ga agaru ni stagate jiko no kiken sei mo. Này chờ một chút. Jiko no kiken sei mo takaku naru. Câu này nghĩa là gì ấy? Cái gì? Mức độ xảy ra tai nạn. Được chưa? Kiken sei, kiken sei nguy hiểm đấy. Thì là tính nguy hiểm thì dịch nghe câu này nào. Tức là gì nhỉ? Khi tốc độ của xe ô tô càng cao lên thì gì nhỉ? Tính
nguy cơ xảy ra tai nạn thì càng cao. Đúng rồi. Càng thế này thì cái kia cũng càng thế kia, đúng không? Thế nên chúng ta hiểu theo hai chiều hướng nó cùng thay đổi như vậy nhá. Đó là lần nữa nhá. 車のスピードが上がるに従って事故の危険性も高くなる。うん。じゃあ。OK。はい。càng học càng ngu thì không phải là càng học càng ngu thì sư đề ba sư đề hô độ rồi đấy, văn là bốn rồi. Ừ. Mọi người tưởng tượng những cái câu này chúng ta thường dùng trong văn phong khá là lịch sự mọi người nhá, N2 mà. Nó xảy ra điều hiển nhiên đấy chứ. Ừ. Cái từ càng học càng ngu kia chưa chắc đã phải, càng học thì phải càng thông minh lên mới đúng chứ, đúng không? Ừ. Còn cái điều này tốc độ càng cao nên là nguy hiểm, xảy ra tai nạn thì càng lớn là đúng rồi còn gì, được chưa nhỉ? Ừ. Hay. Như kiểu là mang tính khách quan đây này, ok. Tiếp theo. はい。で、ちゃうにゃ。 câu số 2 này. 息子は息子ですね。息子は成長するに従って. Chỗ này là khẩu và chữ gì nhỉ? Chị đúng nhỉ? Kuchikazuですね. Kuchikazuが少なくなったですね. Câu này là gì ấy? 息子は gì ấy? 息子 là con trai, thằng nhà tôi đúng không? Khi mà nó càng lớn lên trưởng thành thì cái gì nhỉ? Nó càng ít nói đi. Cái số lần mồm mà ít nói ít đi tức là gì nhỉ? Càng ít nói đi nhá, đừng có dịch được số lần mồm ít đi nhá. Này. Hay. Inesuka. Càng lớn thì càng ít nói. À các bạn hỏi là đằng về sau thường theo chiều hướng tốt hay chiều hướng xấu thì cái này không quan trọng em nhá. Cái này nó gì nhỉ? Mang tính khách quan. Mang tính khách quan diễn tả một cái sự thật nào đó nhá. Này. Tương tự như thế thì cái từ ni tsurete này cũng gần giống với từ ni stagate vừa rồi. Thì có một lần mình đã phân biệt những cái này giống khác nhau điểm gì rồi thì mọi người cứ xem lại những bài trước của mình nhá. Còn bài hôm nay chúng ta sẽ xem này. Ni tsurete là dẫn đúng không? Càng tiếp. Ok. Hay. Trong một bài thi thì nó không ra hai cái này cùng một lúc nên các bạn yên tâm đấy chưa? Ừ. Nhưng mọi người thể thấy nhìn hai ví dụ gần giống nhau về nghĩa đúng không? Tai hu no sekkin ni tsurete ですね. Sekkin ni tsurete 雨や風が強くなってきた。接近ね、じゃない、tiếp近くね、わ。Khi mà gì nhỉ? Bão càng đến gần thì gì đấy? Thì gió với cả mưa càng ngày càng mạnh, nhá. Gió với cả mưa càng, tức là một cái này xảy ra và kéo theo một cái kia cũng xảy ra theo, nhá. Bình luận mình có quan tâm gì bình luận vớ vẩn đâu? OK, tiếp nhá. Hay. Không sao đâu. Được rồi, câu số 2. Không sao, tất cả vì học sinh thân yêu. Hai. Câu số 2 nhá. Nihon ni kite desu ne. Nihon ni kite hii ga tatsu ni tsure kaiwa ga zotatsu shite kita desu ne. Zotatsu shite kita. Có cái từ zotatsu. Không là zotatsu. Zotatsu có nghĩa là tiến bộ. Đấy nhỉ? Hai. Đến Nhật xong thì nhỉ? Ngày trôi đi đúng không? Hay là gì nhỉ? Càng ngày trôi qua thì ngày trôi đi thôi thì cái hội thoại hay là khả năng cai qua của mình càng ngày càng tiến bộ. Đúng rồi, càng ngày càng tiến bộ. Cái từ dô tác sự là tiến bộ đúng không anh? Thì đến Nhật đúng không? Thời gian càng trôi thì cái năng lực cai qua của mình càng giỏi lên. Đấy. Thời gian càng trôi à? Cũng được. Khi ga tatsu hay là dì gàng ga tatsu được. Cái từ tatsu là trôi đi nhớ chưa? Thời gian trôi đi thật là nhanh. Dì gàng ga tatsu no wa hayai desu ne. Được chưa? Ok. Đấy là Nitsure nhá. Nitsure. Rồi, và chúng ta sang mẫu ngữ pháp cuối cùng của ngày hôm nay. Đó là danh từ... Danh từ sư hữu sư hữu sư hữu. À không, động từ nhóm 3. Danh từ nhóm 3. Chỗ này mọi người hiểu nhá. Danh từ sư hữu chỗ này là kiểu như là những cái động từ mà dùng ở nhóm 3 ấy. Chúng ta bỏ sư hữu thành là danh từ đúng không? Vê hữu của mình ní tomonate. Hay ní tomonau. Danh từ chúng ta dịch là cùng với việc. Cái này thì cũng có nghĩa là cùng với việc này và kéo theo việc kia cũng sẽ thay đổi nhá. Nên là chúng ta cứ hiểu như vậy nhá. Câu số 1. Anh đọc hay em đọc? Ai đọc cho được? Mọi người thích cô Thanh đọc hay thầy Dũng đọc? Thôi để anh đọc. Thôi. Nay mình học sinh rồi. Niugaku suru ryugakusei su no henka ni tomonatte kurasu su ga o cái rồi chiều quá được. Câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Cùng với, đúng cái từ cùng với mình vừa mới dịch nhá.
cùng với sự thay đổi của số lượng lưu học sinh nhập học vào đợt này á, thì gì nhỉ, cần thiết phải gì nhỉ, thay đổi số lượng lớp học. Tức là vì số lượng này tăng lên, thế nên là cần thiết phải gì đấy, phải tăng cái số lượng lớp học lên. Thì cái này nó gần như mang cái ý nghĩa nguyên nhân kết quả mọi người nhá. Nó khác với cái từ càng càng vừa nãy là hiện tượng tự nhiên á. Còn như kiểu là gió càng càng gần đến bão thì gió với cả mưa càng mạnh. Còn đây là vì, như kiểu là vì nhá, cùng với vì cái nguyên nhân này, thế nên này, việc gì đó khác theo thời gian. Ở đây cái từ đây này, cái từ này khi mà có chữ từ no class no kazu, nếu mà có chữ no thì sẽ đọc là kazu, nhưng mà nó đi đi sát luôn thì sẽ đọc là gì nhỉ, sư thì nhé, phải các sư sư đấy nhỉ, ok. Nhưng mà chữ nhân đứng trước thì đọc là gì nhỉ, nhân, nếu mà ghép chữ nhân đây đọc là gì, ninzu, đấy không đọc là sư nữa mà ninzu, ninzu, ninzu là số người, ok, số người. Hay tiếp theo. Câu tiếp theo là gì đây? Cái TV này là... Hôm nay cái TV này hơi bị đơ đơ. Hay, rồi câu này mình sẽ dịch đọc nhá. Media hukyu suru ni tomanai communication no hōhō mo kawatte kita. Cũng diễn tả một cái nguyên nhân, lý do đúng không? Nguyên nhân khách quan. Là gì á? Email tức là gì? Phổ cập đấy. Đây là hukyu này, chán là bà. Phổ cập N2. Cùng với việc gì nhỉ, mail nó ngày càng được phổ cập thì gì nhỉ, giao tiếp, communication, đúng rồi, giao tiếp. Phương thức giao tiếp nó cũng gì, thay đổi theo nhá. Được chưa, nó thay đổi cái phương tiện cái này thì... đúng rồi, vì nó có cái này thì nên là cái kia cũng thay đổi theo á. Internet thì nó hay hơn đúng không, internet độ được không, đây là phương pháp nói chuyện rồi mà. Tức là ngày xưa người ta chỉ nói chuyện với nhau bình thường điện thoại này, bây giờ có mail người ta viết mail, người ta chẳng thích viết điện thoại, thì đấy gọi là internet thì nó xuất hiện nhiều thứ như là LINE này hay là Facebook này, chúng ta có thể điện thoại được không? Nhưng mà em thích mail. Nhưng mà anh thích internet. Ok, mail internet là được nhá mọi người nhá. Có hiểu bài không đây? Chắc là phải hiểu bài chứ đúng không? Tối ông mò nhìn mặt em mất cả xinh nữa. Đây này, ai nó bao nhiêu đứa, cô Thanh đọc thì hay hơn. Đấy em đọc đi, em đọc đi. Đọc đi. Mọi người dám chê thầy Dũng thì thầy Dũng dỗi rồi. Rồi, câu số 3 nhá. Chikyu no ondanka. Chikyu là gì đấy? Đố biết chikyu là gì? Chikyu là trái đất đúng không? Ondanka là sự nóng lên của trái đất rồi nhá. Ni tomonau samazama na henka o. Chữ Hán. Tên cái đấy quan và sát gần giống tiếng Việt mình là can sát dự, can sát dự tai tố ở một tế được, được chưa nhỉ? Chúng ta dịch từ dưới lên này, về tai tố một tế được là tôi muốn, quan sát sự biến đổi, những sự thay đổi đa dạng đúng không? Sự thay đổi đa dạng do mở chỗ này mình hiểu như là mình vừa nãy nói rất nhiều về cái nguyên nhân khách quan rồi, nguyên nhân đúng không? Sự thay đổi mà diễn ra cùng với sự gì nhỉ, biến động nóng lên của trái đất, tức là sự thay đổi diễn ra cùng với sự nóng lên của toàn cầu, được chưa? Đấy, can sai hoàn toàn, nó can sai, can sai, can sai, can sai đi, không có người trả lời can sai này. Can sai để答える人がいますから、パク先生は関西はダメ、関西はダメよって言ったんですね。そう、関西はダメですよ皆さん。はい。観察。今日ちょっと、はい、次は。ヘッド。ヘッド、mọi người ạ. Thực ra là đến bây giờ là hết 8 ngữ pháp rồi đấy. Chúng ta sẽ nhìn nhá, nhìn tổng kết lại một chút để xem lại một lượt xem là chúng ta có hiểu được những cái ngữ pháp này. Ơ, anh. Đấy, còn gì à? Không, quay lại kia. Tổng hợp lên gì ạ? Không. Quay lại kia để nói lại mà. Trời ơi. Được cái ông chồng không hợp tác gì cả. Đây rồi. Rồi, bây nhắc lại một lượt nhá, xem là 8 ngữ pháp này có nhớ được không nhá. Một là gì hả anh? Ô hajime. Ô hajime là gì nhỉ? Quên mất. Nhớ từ hajime là đầu tiên, nhưng chúng ta dịch là gì nhỉ? Đầu tiên phải kể đến là nhá. Đầu tiên phải kể đến là. Hai, dake hôm nay là gì? Dake là chỉ. Đánh cho pháp bây giờ. Dake có nghĩa là thỏa, cho bỏ, ăn thỏa thích đấy. Nhớ cái câu đấy không? Taberu dake.
食べてください. 食べてるだけ, 食べてください. Ờ, 食べてるだけ, 食べてください. OK. Chim mê được cái chân đi ra sai. Đúng rồi. Chân đi cái tiếng. À. Tiếp theo đó là số 3 là gì? Ố tư di tê và ố tô tê nghĩa là gì mọi người? À, thông nhau thì sướng. Alo. Thương nhau thì sống như quyền mà. Câu này mọi người đừng có nghe thầy Dũng dạy một phần. Thông qua. Có hai nghĩa, một là trong suốt một khoảng thời gian nào đó, bốn mùa nhé, trong suốt một khoảng thời gian bốn mùa. Và cuối cùng là à, nghĩa tiếp theo là gì nhỉ? À, thông qua một đối tượng là anh. Rồi tiếp, ố mê gứt tê là gì anh? Ố mê gứt tê là gì? Ố mê gứt tê á là xoay quanh, là xoay. Có xoay, nhớ xoay, ví dụ xoay, không? Quay này nha. Ố mê gứt tê có nghĩa là gì nhỉ? À, có nhớ mấy cái câu mà gì nhỉ? Nhà mấy anh em tranh cãi nhau xung quanh cái khoản là gì nhỉ? Đất, cái thửa đất mà bố để lại cho. Đấy, đấy là xoay quanh nhá. Tiếp, ní gì đây? Ní sốt tê. Ừ, ní sốt tê có nghĩa là theo. Ừ. Kêu gì nhỉ? Men theo dọc theo à, snake men theo dọc theo. Cứ nhớ nhất động từ gốc của nó là sô nhớ chưa? Soi mas, nhớ nhỉ? Đúng rồi. Mas soi mas. Đúng rồi. Dịch là theo được rồi mọi người ạ. Chẳng hạn như chúng ta có khi mà nó ghép với một vài cái danh từ khác, chẳng hạn như là kawa thì chữ sô này sẽ biến tên tên sẽ biến thành rô, kawa rôi tức là dọc theo con sông, nhớ chưa? Hay là sen độ tức là gì ạ? Cái tuyến đường sắt sen độ rồi, kawa rồi này nhá. Hay là gì nhỉ? Umi rồi là con đường ở cạnh biển đấy. Đấy là ý nghĩa của nó mà. Nhưng mà N2 nghĩa nó ra là sao? N2 thì nghĩa là gì nhỉ? Theo như cái đề tài này hay là theo như cái gì nhỉ? Cái kỳ vọng của mọi người, thường hay đi với những cái từ mà kỳ vọng của mọi người nhá. Mọi người nghe mình nghe thấy Dũng. Đấy. Rồi, tiếp theo 6, 7, 8 thì 6, 7 có nghĩa là càng thường diễn tả những cái hiện tượng tự nhiên, đúng không nhỉ? Hay những cái diễn biến mang tính chất tự nhiên. Còn cái số 8 chúng ta dịch là cùng với ni tomonatte, nên nghĩa là cùng với, nghĩa là gì nhỉ? À, cùng với cái việc này xảy ra thì việc kia cũng dẫn đến một cái việc kia. Đấy. Có bài tập hay sao nhỉ? Rồi, và hôm nay mình đã chuẩn bị cho mọi người 8 bài tập, chuẩn bị rất là kỳ công, nhưng mà cuối cùng vì cái màn hình phản chủ này cuối cùng mình đã không thể xuất hiện xinh đẹp được. Rồi, câu số 1 mọi người thử làm cho mình nhá. Cho 30 giây. Cho 30 giây để người làm nhá. 30 giây, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hết 30 giây, như là gì đây mọi người? Em bị hâm. Câu này là gì nhỉ? 夏休みには 東京、ちょめちょん、 京都や大阪など 日本各地を見て回るつもりだ. Chắc chắn là Ohajime, thì mình học Hajime đầu tiên cho Hajime. Chọn hết đáp án 1 rồi kìa. Uầy, được đấy, giỏi đấy. Vì sao lại số 1? Anh trả lời cho em vì sao số 1? Thì mình học ngữ pháp đầu tiên là Hajime thì bao giờ khi mà đố thì bạn phải đố đáp án là đáp án này. Chắc không cần phải học cũng biết là đáp án 1. Đúng rồi. Tính là đáp án 2, kiểu gì đáp án 2 rồi nè. Ok. Mà bởi vì ngữ pháp của chúng ta là danh từ ố Hajime, đúng không? Đầu tiên phải kể đến là, đúng rồi. Trong kỳ nghỉ hè năm nay thì tôi định là sẽ đi xem rất nhiều vùng của Nhật Bản. Đầu tiên phải kể đến là Tokyo, sau đó những nơi ví dụ như là Kyoto hay là Osaka. Chứ đây sao lại ố Hajime thế? Sao có Hajime là Hajime thế mà? Người ta thích cho đề vào đấy. À, vừa nãy học Hajime toste các bạn ạ, chứ không phải Hajime thế. Hajime thế là bắt đầu rồi. Hajime maste, Hajime thế. Nó bắt đầu cái gì đó đúng không? Hajimete nihon ni kimashita. Còn đây là hajimete là không phải, là hajimeto shite thì mới đúng, nhớ chưa? Hay, tiếp theo. Rồi câu số 2. Cho 5 4 3. Đó, đáp án này. À đấy. Đúng rồi, bốn đáp án phải chạy sang cái khác thì ok. Rồi. À, nhớ phần nhớ đáp án. Rồi, điền đi thế nào. Hay. Tiếp theo, tầm từ khó này, đọc chữ Hán để mình đọc chữ Hán hộ các bạn đó nhé. Raishu yakiniku. Mọi người nhớ hết đọc là 3 rồi nhé. Sankai tabedaremashita kara minasan sankai shite kudasai. Chắc chắn là dake. Học dake thì chỉ có dake thôi, nhớ chưa? Okay. Thấy không, mình ăn chuẩn không? Tức là những cái gì mình học rồi, những cái này sai hết. Chỉ có cái này. Nhưng mà nhớ đi thi không nhớ, mình học cái này thì sao đúng không? Anh mở đáp án luôn đi, không đâu mất thời gian. Đấy, đáp án á? Đúng không nhỉ? Sai! Đáp án!
À, đáp án đúng không? D, đáp án là đáp cái D. Đúng rồi. Rồi, chúng ta sang câu tiếp theo nhá. Câu tiếp theo lại cho 30 giây luôn nhá. 30 giây. Biết ngay, à rồi có hai cái đã học. À, thôi một lý chưa học, chắc chắn là lý số T rồi. Biết ngay mà này, thấy không các bạn, thấy không mình nói chuẩn không? Tomo Totomo ni là hôm nay không học. Ni Sakidachi không học, ni Kanste không học. Chắc chắn là cái này. Em ra đây thì kém. Anh không cần nhìn như này, đáp án được. Nhưng mà những đồng ý, không phải, đi thi không phải kiểu thế. Đi thi là nó sẽ không phải vào bài hôm nay sẽ học. Mà nó rơi trong N2 đúng không? Totomo ni là gì nhỉ? Cùng với ai đó, đi cùng ai đó nhá. Ni Sakidate là trước khi làm gì đó nhá. Ni Kanste là liên quan đến vấn đề gì đó. Và trong câu này chúng ta điền là ni Sotte và theo. Vì sao lại theo? Chúng ta nhìn câu như sau. Số tư Yoshiki là gì nhở? Cái buổi lễ tốt nghiệp này thì sẽ được tiến hành theo cái chương trình như thế này. Theo cái chương trình như thế này. Nào mong mọi người nên là rất là mong mọi người giúp đỡ nhé. Chúng ta hãy nhìn đáp án của nó đây. Yeah! Lý số tê, lý số tê. Đúng rồi. Nhìn mình đoán tiếp câu sau, mình không bao giờ nhìn thề này. Thề mình chưa xem cái bài này đâu, bây giờ mình sẽ đoán tiếp cho các bạn xem này. Nhìn nhá. Mình vào cùng các bạn đoán nhá, ok? Nhìn nào. Đây, cô MT không có, cái này không có, cái này không có, chắc chắn đâu này. Anh chờ từ từ, nó bị che mất này. Không cần nhìn gì cả. Cô MT này là gì đây? Không học hôm nay, cái này không học này, cái này không học này. Chắc chắn là đâu này rồi. Đấy, 3 rồi. Đại 3 rồi. Đáp án số mấy? Đáp án số 3, đúng rồi. Chính xác ngay chứ. Ba ba. À đây, cho chuyển sang ba bài. Đấy. Megutte. Em đọc đi. Các bạn đọc được chữ này không? Denshiroku Hachidensho no anzensei o megutte sekai kakuchi de giron ga okonawarete iru. Ở đây, anzensei là về mặt an toàn, nó xoay quanh về mặt an toàn của những cái khu nhà máy phát điện hạt nhân. Đấy chứ nhỉ? Hay nhà máy phát điện hạt nhân thì người ta tổ chức, người ta tiến hành nghị luận trên khắp nơi, tiến hành nghị luận ở khắp nơi trên trái đất, khắp nơi trên thế giới, ở nhiều vùng trên thế giới. Rồi các chị nữa. Rồi tiếp theo thì cãi à? Được chưa? Mọi người thể dục đánh đá mọi người ạ. Đây, nhìn đáp án cho hôm nay học cái gì? Câu này đáp án mấy? Nhìn học cái gì làm đấy. 5 4 3 2 1 hết giờ. Có người dùng toaster nữa. Đúng toaster không? Ồ toaster đúng rồi. Đúng rồi, hôm nay học toaster. Chính xác. Có này không cần dịch đúng không? Không cần dạy đúng không? Ok. Em đọc dịch. Câu này là gì nhỉ? この地方は1年を通して雨が少なく過ごしやすいですね。cái vùng này thì trong suốt một năm rất là ít mưa thì nên là gì nhỉ? Dễ sống,過ごしやすい dễ sống nhé mọi người nhé. Ít mưa dễ sống là nào? Đang Hà Nội là không có mưa đâu, chết nóng nên này, ít mưa mà dễ sống à? Thì mưa là mát không? Nhờ các bạn nhờ. Phải có mưa thì mới mát được. Sao như cãi nhem nhẹm nhẹm đấy. Thế là nào? Đáp án đúng rồi này. Đáp án của chúng ta là hay toàn kiểu đoán thôi. Chắc hơn gì nữa. Hay đáp án không còn. Tiếp câu này hơi khó rồi, câu này có mấy câu giống nhau. À không, có cái nào học rồi, nay học cái gì? Nay học cái gì nhở? Nay học cái này hôm nay không học, cái này hôm nay không học, cái này hôm nay không học. Cái này. Ủa thế không? Kinh, chọn đúng đấy, được. Học trò của thầy Dũng này. Thế sao làm phải cho hai cái giống nhau mà nhỉ? Nhưng hôm nay chả cần gì giống nhau nữa. Shigoto ni, cái này ai đọc được cho 10 điểm luôn. Đấy, đúng rồi. Nhưng mà chưa ai đọc được thì mình đọc trước đó. Shigoto ni nareru, đúng không? Nareru ni shitagatte dandan kaisha ga tanoshiku natte kita. Chẳng hạn như là bạn vừa mới vào công ty làm chẳng hạn. Thế sau đó thì công việc mình chưa quen đúng không? Nhờ có anh mà học sinh bảo là chưa cần đọc đề cho đáp án luôn đấy. Đừng có học theo kiểu thầy Dũng mọi người nhá. Cùng với việc quen, cùng với khi mà càng quen, khi mà càng quen càng quen với công việc thì gì nhỉ, thì dần dần thấy gì công ty cũng vui vẻ hơn. Dần dần thì
cái công việc công ty vui vẻ hơn. Ừ. Được. Ừ. Đi làm thì thích hơn chẳng hạn. Đấy. Hết chưa? Như một tháng ba đi. Chắc chắn nhìn đây này, lỗ luôn này. Hết chưa? Đây là bao nhiêu này? Phải làm mấy? Hình như đến bài này hết rồi đấy. Hết rồi à? Vẫn còn. Vẫn còn đây này. Câu này chắc chắn sẽ đúng tiếp. Cho đáp án đi các bạn. Cho đáp án đi. À, hôm nay có hai cái đã học nên là không biết chọn cái nào. Một và hai hôm nay đều học đúng không? Nhưng mà đi sốt tên là dựa theo cái gì đó chắc chắn là không phải dựa theo. Chọn đáp án hai cho mình. Đấy chưa, hai gì kìa. Đúng rồi, đi thi mà cứ thấy thì nhiệt độ càng tăng cao thì chắc chắn là cái này. Ơ thấy cái ông độ nhớ chưa? Nhiệt độ cao cao nên là kiểu gì cũng xử lý tê nhỉ mọi người. Bài okay. Thi, mấy cái bài thi nó toàn có cái này thôi, nó không có cái gì khác cả. Câu này câu chốt của nó rồi. Được chưa? Đây, nhiệt độ nước biển, đúng không? Ôm độ, nhiệt độ nước biển càng tăng lên thì thế nào? Khả năng xảy ra bão thì càng lớn. Takakuna so desu. Chưa? Hay chưa? Hay. Nhìn được nè. Tiếp theo. Wow, wow, wow. Hết rồi à? Hình như hết rồi thì không hết. Hết rồi. Hôn tập. Đến đây là hết rồi. Hết cả bài gì nhỉ? Cả bài. Thì thôi đi ra bên kia ngồi đi. Ngồi ra kia ngồi. Xinh gái và đẹp trai. Chúng mình ngồi chỗ sáng để cho xinh gái và đẹp trai hơn nhá. Xin chào mọi người, hôm nay học bài nào rồi? Đấy, nhìn này có phải đẹp gái hơn tí nào? Ôi, ghê rõ là tối rồi. Thơm một cái đã, không bị. Thơm một cái. Đấy, thế hôm nay chúng ta học 8 cái. Một là ố Hajime, hai là Take, đừng em đâu. Ba là gì nhỉ? Ố tsujite toshite. Bốn là ố megutte. Năm ni sotte. Sáu ni stagatte. Bảy ni tsurete. Và cuối cùng là ni tomonatte. Đấy là 8 ngữ pháp trong bài số 8 của chúng ta ngày hôm nay. Lần sau thì mình sẽ rút kinh nghiệm, đó là thay nền bằng nền đen để không bị tối mặt xấu gái như hôm nay nữa. Thật là phí cả công tô son. Hay. Mọi thế thì thôi nhá, hôm nay đến đây rồi nhá. Có muốn nói gì nữa không? Có muốn tâm sự gì nữa không? Có muốn hỏi gì không? Em buồn quá. Thank you, thanh sơn dê. Ba chín là cái gì đây? Cảm ơn thầy mày. Cảm ơn về bài giảng, không có gì phải cảm ơn cả. VTI cự và VTI cự á. Cô giáo thì dĩ nhiên phải giảng bài thôi. VTI cự và VTI cự. Giải thích được không? Hình như VTI cự là giải lắm ấy. Để giải thích thôi, cái này để cô bảo này mọi người, à mình bảo này mọi người mở gì nhỉ, mở cái bài quyển try N3 thì nào có đấy. Bây giờ giảng cái đấy nó hơi dài ấy, nên là nó cũng dễ thôi, không khó đâu nhá. Từ từ nhá, anh ơi, lấy điểm tối đa của N2 thế nào đây? Đi khoanh hết vào đấy. Tức là ví dụ để lấy được điểm tối đa thì trước tiên là từ vựng và chữ Hán của chúng ta phải xuất sắc đã. Đúng không? Từ vựng và xuất sắc thì khi mà chuyển sang đọc hiểu thì kiểu gì điểm số nó cũng cao còn vọt ta. Thế nhỉ? Còn về nghe, nghe thì nếu bọn nào ở bên Nhật sống lâu bên Nhật rồi nghe thì chắc chắn điểm số cũng phải 5-60 điểm. Còn nếu mà ở Việt Nam chưa nghe bao giờ, chưa được sang Nhật bao giờ, không được sống môi trường bên Nhật thì phải nghe nhiều vào. Nghe nhiều đây nhá, hoặc là khi đi thi thì làm quen với một anh nào thật là đẹp trai vào, hay là một cô bạn nào thật xinh gái vào. Nhìn chung giống Nhật, kiểu đi Nhật về rồi á, thế là nhìn, đúng không? Ra bắt chuyện làm quen, anh đi Nhật mấy năm rồi? Anh sang Nhật được 10 năm rồi, nhưng mà là hai anh chưa có, nhưng mà nghe anh cũng tạm tạm. Thế này đúng vào phòng, cùng ngồi phòng cùng với mình đúng không? Mình bắt đầu khi mà anh ấy làm bài đúng không? Nghe phát, vì anh ấy siêu rồi đúng không? Bắt đầu nghe câu này, đáp án 1 là đáp án đúng phát rồi, anh ấy khoanh luôn. Đang chưa nghe câu 2, câu 3, câu 4 mà anh ấy đã khoanh câu 1 rồi thì mình cũng bắt chiếc theo khoanh câu 1. Đấy. Tức là nhìn theo cử chỉ và hành động của anh ấy và chúng ta làm bài. Đấy là một cách rất là nguy hiểm. Mọi người đừng nghe thầy Dũng nha.
Cũng có thể anh ấy chém gió đấy. Anh đi nhận 10 năm nhưng mà gì nhỉ? Anh ấy vẫn chưa có bằng N2 thì chắc gì anh đã đúng hết đúng không? Bạn em rớt vì thế ạ. À. Tin người chuẩn rồi. Nói chung là đi thi mình có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, tin làm gì mấy cái thằng đẹp trai đấy nhờ. Tuy nhiên em nhớ thường những người nghe siêu thì thường họ sẽ rất là tự tin đúng không? Người ta sẽ không phân vân các câu đáp án. Tức là khi mà nghe đáp án 2, đáp án 3 đúng rồi phát người ta khoanh luôn, không phải nghe đáp án 4. Còn những người nào mà kém á, nghe xong phát, nghe hết bài rồi bao giờ cũng người ta nhạc, bắt chuyển sang câu khác rồi vẫn cứ phân vân cái câu trước. Chỉ chết rồi, thế là chết. Đúng không nhờ? Đây là một kinh nghiệm nghe của chúng ta là khi mà nghe thì chúng ta không được để cái câu trước làm cho mình bị phân tán tư tưởng. Tức là kể cả mình nghe được hay là không nghe được, mình phải điền đáp án ngay lập tức. 50-50 thì cứ chọn vừa đi, nó đúng thì đúng. Còn bắt đầu phải khi mà người ta bắt đầu cho nhạc câu thứ hai rồi là phải nghe câu thứ hai. Đấy chứ nhỉ? Không thì mình sẽ mất hết điểm. Rồi, này này thôi nhá. Nữa không? Muốn dạy gì nữa không? Không ạ. Em buồn ngủ quá. Kawarini thì có một nghĩa thôi. Thay cho ai đó. No Kawarini. Hay là Kawarini, no Kawarini. Hôm nay mình sẽ dạy cho cô Thanh chẳng hạn. Kyo wa Thanh sensei no Kawarini Oshiemasu. Đấy chứ nhỉ? Hoặc là nếu mà kawate chẳng hạn thì là ni kawate cũng được. Không phải là no mà là ni thì phải là kawate. Kyo wa Thanh sensei ni kawate Oshiemasu. Đấy chứ nhỉ? Chả có phương pháp nào cả, cứ học nhiều vào. Học xong làm đi, học làm đi làm lại bài tập á. Yo, okay. Tố sư đựng là đang cố gắng làm việc gì đó. Đáng biết làm gì đó nhé. Gì đấy, hết rồi. Ugokinashi là gì? Ugokinashi là tức là không làm việc gì đó. Anh ấy không vận động này, tức là không làm việc. Ôi, ta đi ngay. Rồi, xin chào mọi người nhá. Nếu hôm nay mọi người thấy bài giảng hay thì nhớ like clip. Còn nếu như mà thấy không hay thì nhớ subscribe kênh YouTube của thầy Dũng Mori. Còn nếu như yêu quý bọn mình thì tối nay nhớ nằm mơ về bọn mình nhá. Trước cái đi mà mình dạy thêm một cái nữa. Anh muốn dạy à, em đi ngủ ơi. Đó là từ Tekito. Tekito trong Mina người ta dạy là gì? Là thích hợp, phù hợp, đúng không? Phù hợp. Tekito na hyogen, tức là tekito na hito, là người phù hợp chưa cả. Tuy nhiên, khi mà sang N3 rồi thì tekito này nó có thêm một nghĩa nữa. Đó là không quy củ, đúng không? Thứ nhất là không quy củ, có hai nghĩa. Thứ nhất không quy củ, không quy củ trong trường hợp nào? Ví dụ là ám chỉ tính cách của con người. Ví dụ là cô Thanh là một người không quy củ. Không quy củ tức là muốn gì làm lấy, đúng không? Thanh xin xế quá, tekito na hito desu. Ai là thằng đấy không quy củ đâu. Đừng có tin nó làm gì. Tekito na hito dakara shinjinai hou ga ii desu. Đấy chứ nhỉ? Nghĩa thứ nhất nhá. Nghĩa thứ hai, tekito ni, đằng sau nó là một động từ. Ví dụ mình đi làm một quán ăn chẳng hạn, mình hỏi thằng tên trồ là: anh ơi, khi nào thì em ăn cơm được, đúng không? Thì thằng tên trồ nó bảo là gì nhỉ? Mày muốn ăn lúc nào thì ăn. Tekito ni tabete kudasai. Đúng không? Hay là đến giờ nghỉ, em nghỉ lúc nào thì được ạ. Đúng không? Thì lại trả lời là gì nhỉ? Mày muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ. Đúng không? Tekito ni yasunde kudasai. Được chưa nhỉ? Anh ơi. Hả? Đi mua nước mía. Đi mua nước mía. Đi mua nước mía là gì kìa? Tiếng Nhật là gì nhỉ? Đi mua nước mía cho em. Satoki bizusu o kao. Ôi ưu. Tony Ste. Đúng rồi, thích Tony Ste. Ok. Đi, thế em kèm ngưng nhớ. Yeah. Đợi 6 giây nữa là hết rồi. Là được 1 tiếng ấy. Đúng, được 1 tiếng. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Bye bye, hẹn gặp lại ngày mai. À, ngày kia chứ. Hết rồi đấy. Bye bye.